Mình chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình nhé. Thì tiếp tục mình sẽ lên với các bạn thêm một cái trường hợp là cái đơn hàng của đơn hàng này đến từ Lục Yên Yên Bái nha các bạn. Đơn hàng của anh Khởi. Thì mình có nhận đâu là mình ghi ở đây nè, là dòng Sinua 360. Thì anh nói là con máy chạy chết ngang hay như thế nào đó, nhưng vân vân. Để mình kiểm tra coi. Mình đã nói rồi, mình phải tranh thủ xử lý xong những cái đơn hàng này vì cũng cuối năm rồi các bạn. Thì cái nội dung thông tin thì chỉ có trên cái thùng hàng thôi, tạm thời mình chỉ biết là vậy. 1036 là cái mẫu dòng Sinua 360 và 80 rồi các bạn. Đồ của nó sử dụng chung ấy. Như là 1036 này là cái mã của thằng Sinua 300 hay là gì đó. Mà như là cái này là dòng Sinua 360 và 80 rồi. Còn những cái dòng mà nhỏ nhỏ nữa là nó mới xài chung với Sinua 300. Đó. Để mình xem coi như thế nào. Tạm thời thấy hơi còn nè. Nhưng mà chưa biết là thực tế như thế nào. Để xem. Trước tiên thì mình thấy hơi còn đó, nhưng mà để chính xác là anh nói cái nguyên nhân anh nói là như thế nào thì mình sẽ châm xăng vào nhé các bạn, xem là con máy này nổ như thế nào. Vì trước khi mà bắt bệnh một con máy là mình không có chỉ dựa vào những cái lời nói, nhưng mà thực tế là mình phải kiểm tra đó. Chắc có vấn đề về xăng thôi, để mình tháo bộ chế ra và kiểm tra xem coi. Hôm trước có trường hợp mình làm con máy này nè, mẫu dây xăng này họ đi như thế này thì không có được ấy cho lắm các bạn, là tại vì đi cái đường này kiểu này thì dễ bị bụi nó vào á. Đúng zin con máy là cái đường dây xăng nó sẽ đi bên cái cạnh này nè, đi bên cạnh này nè, rồi sau đó nó mới co qua đây. Còn ở đây là cái phần miếng lược này để
để cản bụi các bạn, giống như là chắn bụi mà họ bẻ cái miếng này lên của người ta rồi xúc vô luôn. À, nói chung là cái miếng lược này là để cản bụi á, xúc vô luôn. À, cái con này lại. Nếu mà các bạn đi như thế này thì chẳng khác nào chúng ta tháo luôn cái miếng này ra luôn cũng được, mắc mớ gì mà mới bẻ lên, tại vì không còn chặn được bụi nữa, đã bị biến dạng rồi nè. Bị biến dạng các bạn. Giờ bây giờ mình sẽ đi xử lý kiểm tra về bằng bình sinh con. Hôm bữa mình cũng có kiểm tra một con máy, những cái hệ này nè là dòng Sinewa 360 và 80 á, là những thợ mà thay cái bằng cổ phím này các bạn, họ không dành gắn cái ngược cái bằng cổ phím này nè, cái ống hơi, cái lỗ hơi này nè, nó xây ngược bên dưới. Thì đối với những dòng này là cái lỗ hơi nó nằm bên trên, mà các bạn xây ngược bên dưới thì nó sẽ không có tác dụng. Cái con máy này có tình trạng rút nằm rồi nha các bạn. Đây là cái lớp keo nè, lớp keo và ron nữa nè, rút nằm rồi. Nhưng mà thực tế là họ đã làm những gì đó. Để mình coi đã. Rồi lỗ hơi nữa, mình xác định lại cái lỗ hơi nhé. Các bạn cho vào đây một miếng nhớt để chúng ta xác định cái lỗ hơi này có hoạt động hay không. Ta giật mà cái lỗ hơi này nó không phúng ra, đồng nghĩa là nó không hoạt động đó. Để mình coi. Đó, nó phịch ra các bạn. Đó, nó phịch ra rồi đó. Phịch ra như thế này, nghĩa là cái lỗ hơi chúng ta hoạt động. Hoặc là các bạn thử gió. Nhưng mà nếu mà các bạn xử lý tại nhà, các bạn mà thay sửa máy tại nhà thì chưa chắc gì các bạn có đủ điều kiện. Ở đây thì các bạn sử dụng gió, cái gió đây thì các bạn đưa đúng chiều là các bạn thổi trong vào trong bên trong cái buồng hơi này nè, là cái phần cây dên và cái buồng đốt nó sẽ tác động với các bạn nè. Con máy này có hiện tượng rút nòng rồi. Để mình kiểm tra luôn cái phần quả bê tông như thế nào nhé các bạn. Lúc đó họ rút làm cái gì thì mình không rõ nha. Nhưng mà những cái lớp keo tho này thêm này nè, là các bạn quan sát tinh mắt á, để ý thì chúng ta sẽ thấy rõ được. Thôi, bây giờ tạm thời mình trước tiên mình sẽ kiểm tra bình xăng con trước cái đã. Dùng thêm một vài phần này một chút mình sẽ xử lý sau. Nếu mà mình lắp bình xăng con vào nó hoạt động tốt thì thôi.
một chút mình sẽ gắn cái miếng cái cổ mà để nó hạn chế nó chèn ép vào cái thành này các bạn. Kiểm tra lại bộ chế nha.
Vậy là con máy này họ có giả cho rồi nhé các bạn. Đây, cái phần gion này. Bạn xem phần gion họ đã làm nè. Vậy là chắc con máy này mình phải kiểm tra lại hết các bạn. Kiểm tra hết là như thế nào? Là chúng ta kiểm tra lại phần kể cả hai cái bộ khoát của phần khoát của hai cái trục cơ nè. Cái này phớt nó nhẹ quá các bạn. Chắc có thể là phớt nó không được kín á. Còn đỡ đảo một tí. Rồi về phần này thì mình sẽ kiểm tra kỹ lại những cái phần khoát này. Có thể là mình sẽ thay cái bộ khoát cơ này. Rồi sau đó mình làm gion lại và đi đầy đủ vào nhé các bạn. Nghĩa là chúng ta đi làm những
cái đường gion này cho nó chi tiết lại. Nói chung nha, mình kiểm tra hết lại rồi mình sẽ lắp giáp vào để mà tự cái khâu cho nó theo cái quy trình của chúng ta đó. Rồi, ok. Thì theo mình quan sát là cái phốt ở bên phần con của bạn nó không có còn tốt, không còn giữ tốt á. Thì mình để vào mình thấy rất là nhẹ. Đây, bạn thử bên này cũng vậy. Còn về hướng bên này thì các bạn đưa vào nó có cái độ bóc của phước. Còn bên đây thì không, nó rất là nhẹ. Vậy là mình sẽ thay, để chất ăn thì mình sẽ thay hai cái luôn nha các bạn, hai cái. Và sau đó mình sẽ lắp hoàn chỉnh vào, làm rong và ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi làm thôi. Mình cũng vừa làm lại cái miếng rong nồng cho nó chắc ăn luôn các bạn. Đây thì các bạn thấy đây, miếng rong nồng vừa đục đây. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành lắp vào nha. Ok, các bạn nên vệ sinh và thôi nhớt đầy đủ vào nha.
lắp bộ lửa vào nha. Giờ sau đó mình lắp bình xăng con vào luôn để thử là khả năng con máy nó hoạt động ổn định không, mình mới lắp hết nha. Mình sẽ lắp kiên cố những cái phần ổ hút này đi, sau đó mình lắp bình xăng con và cho nổ máy luôn. Bây giờ mình sẽ lắp cái thùng xăng, quên lắp bình xăng để mà chúng ta thử nhanh con máy này luôn nha các bạn. Nếu mà nó ổn thì mình sẽ đi lại cái đường dây xăng sau. Trả về. Giờ vậy là mình có thể nổ máy được rồi.
máy này vẫn còn có hiện tượng nó bị giống như là nó không giữ được cái ga cầm chân nữa bạn, nó hơi bị xìu hơi á. Hơi thì căng thì có nồng cũng đẹp, nhưng do con máy này á, là nó thiết kế theo kiểu bạc của nó không có khuyết các bạn, nghĩa là nó trùng cái mí ở chỗ ạc vô á. Khả năng con máy này chắc có thể là bị lỗi ở phần đó, nhưng mà nếu mà hồ còn hoạt động bình thường á, chúng ta cứ việc sử dụng đi, tại vì trường hợp mà tệ quá thì các bạn thay loại mẫu bê tông bạc mới hiện tại bây giờ, là nó theo cái kiểu thiết kế của những dòng thay thì nó có khuyết cái ạc rô các bạn, thì nó sẽ giữ hơi được tốt hơn. Theo mình nghĩ con máy này hơi thì có căng, nhưng có thể là nó bị ảnh hưởng từ hơi cái tỷ lệ nén, nghĩa là cái áp suất hơi nó bị rò rỉ từ cái phần hai cái chùm mí bạc chỗ ạc rô, nên là làm con máy này có thể là nó hơi có bị xìu ở lúc ở ga nhỏ. Con máy này thì theo cái lý thuyết, nghĩa là theo cái khả năng mình đoán là có thể là nó rơi vào cái trường hợp đó. Thì nói về hơi và có hoạt động với tần số sức cao thì con máy này nó vẫn cho được cái hiệu suất tốt, nên là thì cứ việc sử dụng đi. Nữa sau mà có vấn đề mà nó không còn giữ được cái mức ga nhỏ nữa thì chúng ta sẽ tính tiếp. Riêng về cái phản này thì những cái đồ zin thì chúng ta cứ việc sử dụng nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đi lắp đầy đủ vào nha các bạn.
này bị xìu hơi, chắc bắt buộc mình phải thay cái tông bạc lại các bạn mới khắc phục được cái tình trạng là nó bị mất, nghĩa là chết máy ở ga nhỏ như thế này. Chứ con máy đã gửi vào đây rồi mà mình làm như thế này thì không có gửi vào được. Bắt buộc là mình phải rút nòng lại một lần nữa để chúng ta kiểm tra lại, nghĩa là chúng ta phải làm lại dàn hơi. Mặc dù là hơi của máy này vẫn còn căng. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đi làm lại một lần nữa nha. Như các bạn cũng thấy mình phải rút nòng con máy lại một lần nữa. Thì đối với những cái quả piston zin của con máy này á, không phải là mình muốn thay bạc là được nha các bạn. Vì như mình đã nói khi nãy rồi, là những cái lá bạc hai thì thông thường của mình á, là cái axo nó nằm mí trên. Do là bạc này nó nằm dao động khoảng đâu đó khoảng 1 ly thôi các bạn. Thì nó không có trùng ở mí dưới như thế này nè. Nên là giờ chắc là có thể là con máy này có hiện tượng nó bị đổ hơi á, nên là nó không giữ được ga cầm chân. Đây, thì bây giờ mình sẽ thay quả nó nha các bạn. Thì mình thay quả mới á, sau này á, thì cái axo nó được nằm chệch trên này, lá bạc của chúng ta nó cũng được trùng với lại nhau, thì nó thằng nào nó sẽ giữ hơi được tốt hơn. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi khắc phục, mình sẽ thay quả này nha. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ thay bộ bê tông bạc mới vào nha các bạn. Thì như mình đã nói nãy giờ đó, nãy giờ bê tông mình hết, mình đang đi kiếm lại, đang đi chia lại nè. Thì con máy này nó có hiện tượng là nó bị xìu máy. Khi mà ở mức ga nhỏ là con máy này sẽ bị chết, nghĩa là nó không giữ được cái ga cầm chân. Đó. Thì để xác định tình huống đó, thì mình cũng đã chia sẻ nãy giờ đó, là mình kiểm tra ron, nghĩa là ron phốt và những cái gì đó liên quan đến mà rồi dĩ đường hơi đó, mình cũng đã kiểm tra hết rồi. Bây giờ chỉ còn là thay bằng quả nữa. Rồi ok. Thì cái nòng này nó không có bị xước. Chỉ có cái cháy là và phần bạc này nè là chúng ta không có thay được. Thì ở đây nè, các bạn xem quan sát kỹ với mình. Đối với quả mới á, là giống như là những cái bạc thông thường, là cái rãnh bạc của nó nè. Khi mà các bạn lắp những cái bộ bạc này vào thì cái dàn hơi nó sẽ được giữ tốt hơn. Ở đây nè. Đó. Nó có cái khớp nối ngay giữa. Còn ở đây á, cái mẫu này thì nó bít tông ở bạc này nè, phần bạc này nè. Nó có chột chốt giữa tại đây. Đó. Mình chỉ là suy đoán như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ thay cái phần quả vào nhé. Quả mới vào. Ok. Tạm thời có thể là mình sẽ lướt qua những cái gì không cần thiết nha các bạn. Vì đối với những cái dòng mà đối với mà vấn đề mà giả giáp về phần động cơ mình đã làm khá là nhiều rồi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi làm đi lắp vào. Rồi ok, mình sẽ lắp vào nhé. Bằng già những cái rãnh bạc này nè. Đây. Hai lá luôn. Đều hết. Rồi ok, mình sẽ lắp vào.
chị một miếng nha các bạn. Xăng cái ạc vô ha, xăng nằm về phút nha các bạn. Ạc vô trên á. Kia xem hơi như thế nào. Hơi căng hơn buổi đầu các bạn. Bây giờ mình sẽ đắp một lỗ các bạn. Thank you.
để mình giáp vô rồi mình chạy vô đây khoảng một bình xăng rồi mình sẽ chạy nổ máy cho các bạn nghe nha. Vì nói chung ra là bít tông bạc mới thì không có lúc nào mà chúng ta không có chuẩn được, giống như là chúng ta phải vô đây cho nó chân lại, ôm lại. Mà nói chung ra là mình thấy con máy này nó tạm ổn rồi các bạn. Bình xăng này cũng hết luôn nè, hết xăng rồi. Để mình giáp đầy đủ vào, sau đó mình sẽ vô đây. Mình sẽ châm xăng và cho nó chạy vô đây một bình này nhé các bạn. Chúng ta sẽ nổ máy lại. Sau khi nó chạy hết một bình xăng rồi các bạn, thì mình vừa châm lại thì con máy này nó đã dần ổn lại, nghĩa là ga cầm chừng nó cũng đã được tốt hơn và đều hơn. Khi mà mình khởi động trở lại thì con máy cũng có thể là nhạy nổ hơn và giữ được ga cầm chừng. Chỉ việc là vô đai trở lại thêm khoảng một bình xăng nữa là phần nào nó cũng sẽ được ổn định trở lại thôi các bạn. Thì nguyên nhân của máy này mình cũng đã chia sẻ, cũng như là tìm mình cũng đã đi theo từng bước một để chúng ta tìm hiểu nguyên nhân về con máy này. Nếu mà các bạn thấy nội dung của mình hữu ích thì các bạn nhớ bấm thích video nhé. Còn những bạn nào chưa đăng ký thì các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để có thể đón xem và được theo dõi những clip mới nhất nha. Giờ một lần nữa cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi video nha. Chào các bạn.